trận chung kết tẩy chay Messi, giới chức Hồng Kông lên kế hoạch mời Ronaldo. Sau sự cố liên quan tới Lionel Messi, chính quyền Hồng Kông, Trung Quốc dự định chuyển hướng sang Cristiano Ronaldo khi tổ chức các trận giao hữu trong tương lai. Khoản phí đắt đỏ không phải là vấn đề, Chủ tịch Hiệp hội bóng đá Hồng Kông, Bui Quan Cay chia sẻ với South China Morning Post. Tôi không biết liệu Anas có trở lại Trung Quốc hay không, nhưng việc đưa Ronaldo đến Hồng Kông thi đấu là một ý tưởng hay. Anh ấy là một trong những cầu thủ được yêu mến nhất hiện nay. Chúng tôi cũng cần suy nghĩ về việc mời các đội bóng nổi tiếng khác. Sân vận động Cay Tắc sắp khánh thành nên chúng tôi cần một sự kiện lớn. Hiệp hội sẽ phối hợp với các bên nhưng chuyện này vẫn còn hơi sớm. Hiện tại, chúng tôi chỉ ở giai đoạn xem xét và thảo luận, ông Bui Quan Cay nói thêm. Trước khả năng Messi trở lại Hồng Kông, ông Bui Quan Cay khẳng định, về mặt cá nhân, việc hỏi về Messi vào thời điểm này là không thích hợp. Sẽ chẳng có ưu tiên nào dành cho anh ấy và Inter Miami nữa. Leo bị tố thiếu tôn trọng người hâm mộ Trung Quốc sau khi không ra sân trong trận giao hữu Inter Miami thắng đội các ngôi sao Hong Kong 4-1 hôm 4 tháng 2. Messi xin lỗi khán giả Hồng Kông bởi chấn thương khiến anh không thể làm gì khác. Dù vậy, cựu sao Barca vẫn đủ sức khỏe ra sân trước Vissel Kobe chỉ 3 ngày sau. Hôm 10 tháng 2, Hiệp hội bóng đá Bắc Kinh, BFA, thông báo họ không có ý định tổ chức bất kỳ sự kiện thể thao nào có liên quan đến Messi trong tương lai gần. Đây là động thái khẳng định quan điểm của nhà chức trách Trung Quốc về vụ lùm xùm liên quan đến Leo thời gian gần đây. Hiệp hội bóng đá Hàng Châu cũng hủy tour du đấu của Argentina tại địa phương này. Theo lịch trình ban đầu, tuyển Argentina tham dự hai trận giao hữu dịp FIFA Days vào cuối tháng 3, gặp Nigeria và bờ biển Nga. Sau cùng, nhà đương kim vô địch World Cup sang Mỹ đối đầu Costa Rica và El Salvador.